Nói đến quận 7 thì chắc hẳn ai cũng biết đến Phú Mỹ Hưng, là một khu dân cư gọi là rất là đặc biệt, khu dân cư cao cấp. Và khu dân cư ở đây thì có rất là nhiều tiện ích, và ở đây thì có rất nhiều sản phẩm bất động sản đang chào bán, như là biệt thự, shop house, nhà phố, căn hộ và rất là nhiều gọi là dinh thự đẳng cấp ven sông. Thì hôm nay Phước Sửu sẽ đưa mọi người tìm hiểu một cái biệt thự rất là đẹp tại Phú Mỹ Hưng. Rồi, mọi người cùng theo chân Phước Sửu để mình tham khảo cái sản phẩm này nhé. Rồi, xin mời. Và bây giờ Phước Sửu có mặt tại khu dân cư Nam Long, đường 22. Một cái căn biệt thự xây dựng với diện tích là chiều ngang 11, chiều dài 18. Và quy cách xây dựng của căn biệt thự này gồm một hầm, một trệt, hai lầu và một áp mái. Như mọi người thấy cái căn biệt thự Phước Sửu đang quay video thì cái căn biệt thự này xây rất là đẹp nha. Một cái cách xây dựng gọi là hiện đại. Và đặc biệt cái căn biệt thự này thì nằm trong cái khu dân cư là thấp tầng hết toàn bộ luôn. Mặt tiền đường là 22m nên rất là thoáng luôn. Với cái vị trí này thì vừa ở mà vừa có thể kinh doanh mua bán, rất sầm uất luôn. Căn nhà với tổng diện tích xây dựng là 500m² sàn xây dựng, và hướng của căn nhà là hướng tây tứ trạch, là tây bắc nha, phù hợp với những cái người mà tây tứ mệnh á, tây bắc, tây nam, chính tây và đông bắc. Giá của cái căn nhà này thì rất là hợp lý. Khi mà quý anh chị dự kiến tìm một cái tầm tài chính tầm khoảng 5-60 tỷ thì cái khu dân cư Nam Long của Phú Mỹ Hưng là một khu gọi là đáng để cho anh chị lựa chọn. Đây, bây giờ là Phước Sửu sẽ bay livecam và cho mọi người cảm nhận được cái khu Phú Mỹ Hưng này nó sầm uất như thế nào và đáng là nơi để sống hay không. Những cái cảnh quan ở đây, những cái gọi là cây xanh, những cái tiện ích của Phú Mỹ Hưng thì như quý anh chị biết là rất là đẳng cấp rồi. Đặc biệt cái khu dân cư mà Phước Sửu đang giới thiệu đó là khu dân cư Nam Thông, thì nó là gọi là trung tâm của trung tâm Phú Mỹ Hưng luôn, di chuyển đi lại rất là gần. Như mọi người nhìn thấy cái quanh cái khu dân cư này á, là hiện tại là gần như là xây dựng gần như là 100% rồi, chỉ còn một hai lô đất, là còn lại là phủ bóng cây xanh luôn, rất là nhiều cây xanh xung quanh á, là nhà nhà trồng cây xanh, người người trồng cây xanh, nên ở đây là một khu dân cư gọi là rất là thoáng mát luôn. Quý anh chị cần thêm thông tin của cái căn nhà Nam Thông này với diện tích là 11 x 18 thì quý anh chị inbox ngay cho Zalo, Viber của Phước Sửu 0909477288. Phước Sửu cùng đội ngũ bất động sản tiềm năng sẽ đem đến cho quý anh chị những cái bất động sản Phú Mỹ Hưng gọi là hot nhất, cần bán nhất. Và đặc biệt cái căn biệt thự Nam Thông này thì chủ nhà đang cần bán gấp, lý do là gia chủ kẹt tiền, sổ hồng thì cầm tại ngân hàng luôn. Thực sự là chủ nhà đang có vay tại ngân hàng. Và khi quý anh chị mà mua bán đối với căn biệt thự này thì quý anh chị có thể là hỗ trợ cho vay lên đến 70 hoặc 75%. Và bây giờ Phước Sửu di chuyển một vài cái tiện ích ở trong khu dân cư Phú Mỹ Hưng và những cái cung đường trên Phú Mỹ Hưng để cho quý anh chị biết được là khu dân cư Phú Mỹ Hưng này có phải là một nơi đáng sống hay không, là một cái nơi gọi là trở về sau những ngày làm việc mệt mỏi hay không ha. Thì những cái cảnh quan, những cái môi trường sống bên trong của Phú Mỹ Hưng thì mọi người phải nói là bậc nhất của cả nước rồi. Một khu đô thị là không có đường hẻm, và đặc biệt ở đây là không có gọi là tình trạng là ngập nước ha, kẹt xe ha, không có gần như là những cái gọi là xô bồ, những cái gánh hàng rong hay là những cái tạp hóa nhỏ nữa. Mà ở đây là một khu đô thị hiện đại, bậc nhất, cao cấp, và những cái gì tinh hoa tinh túy nhất thì đều có ở Phú Mỹ Hưng. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau. Quý anh chị cùng comment và hỏi những câu hỏi về Phú Mỹ Hưng, và đặc biệt là theo dõi Phước Sửu ở những video sau để Phước Sửu chi tiết những cái sản phẩm Phú Mỹ Hưng để cho quý vị nắm rõ hơn và chọn lựa cho mình một cái sản phẩm cực kỳ hợp lý tại Phú Mỹ Hưng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.